Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Bữa trước thì mình đã làm về những ưu điểm ở trong bộ kỹ năng của Raimon Kyo Để các bạn có thể thấy nó là một Pokemon bậc S mới chuẩn bị ra mắt Nhưng mà cái khả năng tấn công, phòng thủ với cả hỗ trợ của nó thì quá là tuyệt vời Và mỗi S ra mắt thì bao giờ nó sẽ đem theo cái meta của nó xuất hiện Và Raimon ra mắt cùng với cả team nước Và sau đó với sự xuất hiện của Manaphy với cả Asgenza Sẽ là một bộ khung team nước để giúp cho các bạn có thể chơi được trong một khoảng thời gian cũng sẽ rất là dài Hiện tại thì ở trong bản tiếng Việt đã có bộ kỹ năng của Diamond đây, như các bạn thấy uh, Mình chỉ nói ví dụ thôi Bậc S cộng đầu tiên Thì cái bộ uh, phần nội tại bị động như này Nó rất là ít luôn, nhưng mà dần dần các bạn sẽ thấy đó là những S cộng mới Những S mới Thì cái phần nội tại của nó, nó quá là dài Nó quá là nhiều hiệu ứng để giúp cho một S hay một S cộng mới Nó tốt hơn S cộng cũ rất là nhiều Mà các bạn có thể tìm hiểu trước ở trong phần này Để biết được bộ skill của Mega TNC Hay là của Diamond Hay là của những S cộng khác nữa Clip phần 1 để, để các bạn hiểu được bộ kỹ năng của Brian Kyo bởi vì là muốn build hay là muốn sử dụng một Pokemon S+, hay S mới ở trong team chẳng hạn này Thì các bạn cũng nên hiểu về bộ kỹ năng của nó, nó sẽ có những công dụng như thế nào, hay là nó sẽ sử dụng những cái chỉ số nào là chính chẳng hạn Hay là nó có cái khả năng tấn công hay là phòng thủ hay như thế nào để chúng ta có thể là tận dụng những cái đó để có thể build nó tốt hơn Thì hôm nay clip phần 2 này thì mình sẽ giới thiệu về hướng build dành cho Brian Kyo với cả một số nhận xét về em nó chưa biết bản tiếng Việt với cái meta thì nó sẽ như thế nào nhưng mà ở những bản khác chung anh đài thì với việc đó là Raymond Kyo ra mắt thì lúc đầu có thể sử dụng cùng với cả Mega Ray với cả Raymond Godon nhưng mà dần dần về sau thì Raimon Raymond Kyo nó sẽ tách riêng ra đi cùng với cả một cái team hệ nước riêng của nó với cả những cái Pokemon hỗ trợ bởi vì Raymond Kyo nó sẽ như sẽ thành trung tâm rồi và tôi dạng như sử dụng nó ở trong team để có thể Giống như là nó thành một con đam chính trở thành một con phòng thủ chính các kiểu và đi cùng với Asgenza một con sát thương gây ra rất là mạnh Manafi hỗ trợ cho team nước cực kỳ tốt thì dạng như là cái số lượng mà người sử dụng Raymond Kyo tách ra khỏi 2S nó càng lúc càng nhiều đấy là mình nói ở ở bá bản à, anh trung đài chứ còn việc đó là người chơi đó gọi như là lên 9 triệu lực chiến chẳng hạn này xong rồi vẫn sử dụng 3S ở trong team đối với cả một người chơi hệ nước mà người chơi hệ nước đó thì lại không hại sử dụng 2S này mà đi cùng với team nước chẳng hạn mới có tầm có 6 triệu thôi thì kiểu gì bạn cũng sẽ giành chiến thắng rồi đó là một cái sự áp đảo còn nếu mà kiểu dạng như ngang lực chẳng hạn thì với việc đó là đi một cái team nước riêng với Ryan Kyo và một cái đi một cái team mà kiểu mà cả hai S đi cùng Ryan QO thì cái team nước nó vẫn có ưu thế hơn so với cả team với 3 S như thế này bởi vì thực sự ra là bạn sẽ có một con phòng thủ ở trong team đó là Ryan thêm một con tấn công Mega Ray Qua Gia, nhưng bên kia nuôi tập trung đó là con Ryan QO mạnh thì nó có thể là vừa tấn công vừa phòng thủ để có thể cho bay được hai con s kia ở trong bên địch này, này. Và đây là một cái cụm mà gọi là xem kiểu như toàn những người mạnh nhất ở bản tiếng Anh đang ở chung cái cụm như thế này. Có một người chơi đây. À, đây là người hiện tại bây giờ chắc là mạnh nhất ở bản tiếng Anh rồi này. Với hai bên đội hình đó là chiến 12 triệu với cả 10 triệu. Và như các bạn thấy đó là người chơi này đi theo một đội hình kiểu như là nếu các bạn xác định đó là 2S nó rất là mạnh rồi nhưng mà tại sao những người chơi này họ lại không sử dụng S, Mega hay Raymond Gordon ở trong team mà lại đi cùng với cả Raymond Kyo, đi cùng với Askenza với cả những con hỗ trợ như thế kia đội hình này thêm còn Son Galeo nữa cơ Đội hình này thì 3S rồi này, này Đội hình này thì thêm nước với cả Son Galeo, về sau là thép với nước kết hợp với nhau Nói chung là rất là nhiều người chơi Họ vẫn tách riêng ra, đó là cái team của Ryman Kyo với cả team của Ryman Godown với cả Mega Ray bởi vì thực sự ra Maven KO mà tôi là ở trong một cái team nước với cả hỗ trợ riêng cho nó thì nó sẽ có vẻ là sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cả những team mà các bạn đi cùng với 2S bên kia. Nói chung là team nước đang là một team nó khá là thịnh hành ở bản tiếng Anh bây giờ rồi và các bạn thấy đó là có cả um, toàn những con hỗ trợ để đi cùng Maven KO vào chính thôi với cả bộ đôi theo kiểu rất là hot Mega uh, con Asgenza với cả Maven KO. Team nước hiện tại đang thống trị ở bản tiếng uh, anh rất là nhiều người chơi đây sử dụng bốn hỗ trợ đi cùng với Askenza với Raven Kyo để Raven Kyo có thể gọi là gánh tim được và đội hình tim thép cũng là một cái tim đang nổi lên ở bản tiếng Anh ở trong rất là nhiều trận đấu uh, như mình đã từng đăng uh, thì Raven Kyo kiểu dạng như là một con Pokemon kiểu dạng như là có khả năng chống chịu rất là tốt rồi vậy nên là mình toàn hướng theo Raven Kyo theo hướng đam là chính thôi và Raven Kyo uh, nếu các bạn nào dạng như là sử dụng tính cách của nó thì mình sẽ em các bạn có thể sử dụng tốc độ các bạn muốn đi trước nhưng mà hên xui nếu các bạn bị hiểu dạng như là bên kia cháo đổi vị trí thì coi như là tốc độ của ramen kyo nó cũng sẽ không có hiệu quả trong đợt đấy lắm tuy nhiên nó cũng sẽ có hiệu quả trong nhiều trường hợp khác còn đâu thì mình sẽ hướng tới đó chính là cái công đặc biệt của nó mình sẽ cộng công đặc biệt của nó là chủ yếu và mình sẽ trừ đi đó là cái công vật lý cái mà nó không sử dụng này còn nếu bạn nào mà không không thích hướng theo hướng đam À, không thích theo kiểu hướng uh, công đặc biệt thì các bạn có thể cộng tốc độ đó là hai cái tính cách mình nghĩ là tốt nhất dành cho Diamond Kyo rồi còn về công đặc biệt như các bạn thấy đấy tất nhiên là khả năng tỷ uh, tỷ lệ hồi máu nó sẽ nhiều hơn này và kèm theo nữa đó là cái uh, sát thương nó gây ra cũng sẽ tuyệt vời hơn điều giản như là hai hai con Diamond Kyo uh, theo kiểu mà solo với nhau chẳng hạn này các bạn sẽ thấy đó là rất là khó tưởng như là hai con sẽ chết trừ phi một con uh, theo kiểu mạnh quá nó đánh chết con bên kia thôi chứ còn đâu thì hai con sẽ nhây đến tận gần 20 lượt cơ vậy nên Pokemon uh, Diamond nào mà có cái khả năng chống chịu tốt hơn à, Có cái sát thương gây ra nhiều hơn tất nhiên là cái công đặc biệt nó gây ra nhiều hơn Thì bạn sẽ có ưu thế hơn rất là nhiều à, Vậy nên với mình Diamond à, mình sẽ ưu tiên đó là về cộng công đặc biệt Ở trong tính cách của nó Còn tiếp theo đó là về vấn đề sử dụng đá bùa Đá bùa của nó thì hồi trước à, Mình có sử dụng đó là kiểu kiểu mà tấn công luôn luôn ưu tiên là tấn công rồi và các bạn à, đừng để ý cái đá bùa này mình đang lắp nhá bởi vì đây mình đang lắp bừa thôi nhưng cái mà gọi là như xịn nhất mình đã đang để dành cho con mega mưu x hay là necroma các kiểu rồi còn đây là mình đang lắp vào để chủ yếu lấy được năm cái màu đỏ đủ được cái mốc đó là hai nghìn bảy này thôi à, mình sẽ sử dụng đó là tấn công là chính này tấn công thì trong đòn tấn công tuyệt kỹ của Raven Kyo nó đã có cái hưởng khống chế rồi này vậy nên là các bạn có thể lắp cái gọi như là loại ba rồi như bỏ qua song thủ của địch này Loại 4 thì tăng thêm tỷ lệ khống chế này, loại 5 là tăng thêm sát thương hoặc là giảm thương đều ok cả loại 6. Đấy là tăng thêm về tấn công thì các bạn có thể sử dụng này, cái phần này. Tiếp theo đó là về phần sát thương, mình sẽ lắp về phần sát thương dành cho Raymond để nó có thể tăng thêm cái tăng của nó cao hơn. Thực ra là mình không hay sử dụng máu đâu. Ở game mình lắp tạm nhé Còn tiếp theo đó là kiểu sát thương rồi này. Các bạn có thể sử dụng giảm thương cũng có thể ok. Còn nếu bạn không sử dụng giảm thương thì hồi đó mình có thể sử dụng đó chính là cái kiểu dạng như là cái hút máu bởi vì cái đam của diamond kyo gây ra cực kỳ là cao này, thế nên, nên là bạn gây ra một đòn sát thương kiểu dạng như là chục triệu máu chẳng hạn thì các bạn cũng sẽ hồi được ví dụ như gây ra 10 triệu máu thì hồi được 10% 10 phần trăm số đó là một triệu máu cũng sẽ rất là ok vậy nên là cái kiểu dạng như là cái đá bùa mà theo kiểu mà loại hút máu cũng có thể sử dụng dành cho diamond kyo này về diamond kyo mình sẽ sử dụng cho nó thiên về hướng đam nhiều hơn đó là tấn công sát thương với cả hút máu còn nếu mà không sử dụng hút máu thì có thể sử dụng giảm thương đấy là một cái đá bùa uh, theo ý kiến của riêng mình còn tiếp theo để vấn đề chip chip thì như bạn thấy đó là mình sẽ sử dụng đó là thiên hướng đam nhiều hơn do đó thì mình sẽ sử dụng đó là chip sói chip sói thì nó sẽ như gây sát thương lên địch cũng rất, rất là cao hoặc là nếu bạn không sử dụng chip sói thì có một cái tiếp theo đó là chip dận, ếch này chẳng hạn này nhưng mà mình thấy là kyo nó luôn luôn theo kiểu mà máu nó rất là nhiều vậy nên là chip sói có lẽ là nó sẽ ổn hơn bởi vì chip x này nó sẽ kích như là có hiệu quả hơn Khi Raven QO ít máu thôi. Chip sói là một cái mình có thể sử dụng này. Còn nếu bạn nào lại không muốn theo hướng tấn công thì bạn có thể sử dụng chip rắn. Còn đây cái chip này cũng có thể được nhưng mà mình nghĩ là cũng không cần thiết đâu. Các bạn có thể sử dụng theo hướng tấn công hoặc là phòng thủ đều được. Tấn công thì sói hoặc là rắn. Đây đó là chip dành cho Prime QO Khi sau khi lắp chip sói rồi thì các bạn sẽ lắp thêm cái phần này. Phần này thì kiểu như hai cái đỏ thì mình ưu tiên lắp thôi chứ còn đâu thì mình sẽ ưu tiên lắp theo kiểu mà ba cái phần cuối này, bởi ba phần cuối này vừa cộng máu vừa cả cộng tấn công nữa, cũng sẽ ổn hơn. Tiếp theo đó là vấn đề bảo vật. Bảo vật nếu mà uh, có nhiều người sử dụng táo đấy, nhưng mà mình đối với mình thì mình không hay sử dụng táo dành cho Diamond QO, mà mình lại sử dụng đó là chính là cái uh, đĩa này. Cái đĩa này sẽ tăng thêm cái sát thương uh, đòn tấn công đặc biệt của nó nhiều hơn 22,5% kèm theo là cũng bỏ qua thủ đặc biệt của địch 15% nữa. Vậy nên đây là một cái có thể giúp cho Ryan Kyo ra sát thương rất là cao. Còn táo thì nó tăng thêm cái hồi máu rồi. À, dạng như là tăng thêm cái phần sinh tồn của nó rồi. Nhưng mà cái sinh tồn của nó mình thấy rất là tốt. Cho nên là nếu bạn nào mà không muốn theo hướng tấn công giống như mình thì các bạn có thể sử dụng táo này. Thì đó là hai bảo vật tím mình thấy có lẽ là sẽ ổn dành cho Ryan Kyo. Tiếp theo chúng ta sẽ bàn đến vấn đề đó là bảo vật vàng. Bảo vật vàng thì hiện tại bây giờ chúng ta đang có một số cái theo kiểu mà đây là món đồ Uh, các bạn có thể để được miễn phí. thì trong đó nếu mà nói về tấn công, uh, tăng thêm tấn công thì chắc là có mỗi cái uh, vòng tay khổng lồ này thôi. thì các bạn có thể sử dụng tạm dành cho Diamond QO. nếu các bạn muốn tăng thêm sát thương, bởi vì nó cũng sẽ kiểu như là gây sát thương rất là cao đấy, uh, không riêng gì cái uh, giống như là cái đĩa đâu. còn nếu các bạn mà theo kiểu mà muốn tăng, thì chúng ta sẽ có đó là cái uh, khiên bất tử như thế này. Uh, nhưng mà thôi, uh, đấy là hai hướng. chứ còn ở đâu mình luôn luôn hướng đó là theo kiểu mà sát thương nhiều hơn. Còn nếu các bạn đã nạp, nạp thì chúng ta sẽ có những món đồ sau, cái kiếm bất tử này. Đây là một cái kiểu dạng như là cũng sẽ tăng thêm sát thương với giờ tốc độ rất là nhiều. Tuy nhiên là bây giờ theo kiểu mà bộ nếu mà ở bản khác ấy thì nó sẽ tăng thêm vừa song công vừa bỏ qua song thủ của địch cơ và tăng thêm sát thương rất là nhiều. Còn ở bản Việt thì bây giờ thì không liên quan gì cả. Thế nên là cái hiệu ứng của nó rất là ít. À, thế cho nên là cái này chủ yếu là có thể sử dụng chứ còn không thì mình không khuyến khích. Trong đó thì các bạn có thể sử dụng đó chính là cái vòng tay năng lượng này của Darkrai cũng có thể được vừa tăng thêm cái tốc độ vừa tăng thêm cái công đặc biệt và kèm theo là tỷ lệ hồi nộ cũng sẽ nhanh và cũng tăng thêm tỷ lệ khống chế nữa để giúp cho đòn tuyệt kỹ của nó cũng sẽ kiểu như là tăng thêm cái khả năng đó là khống chế nhiều hơn à, cái vòng tay năng lượng này cũng sẽ rất là ok này và có người sử dụng đó là cái cái này thì thôi mình chuyển qua bản tiếng Việt nhé để nhìn kiểu dễ như dịch cho dễ có bạn sẽ sử dụng đó là cái máy cảm xạ như thế này nhưng mà với mình thì mình vẫn ưu tiên đó là cái vòng cổ bí ẩn này hơn. À, chúng ta sẽ cùng so sánh hai cái bảo vật này. Không phải ngẫu nhiên mà những người chơi ở bản tính Trung hay là bản tính Anh vẫn sử dụng vòng cổ bí ẩn này dành cho con Raymond Kyo chứ không sử dụng cái máy cảm xạ này. Còn đâu à, tùy theo cái ý thích của các bạn thôi. Còn mình nếu mà mình có thì mình sẽ sử dụng đó là vòng cổ bí ẩn. Nó sẽ tối đa hơn về hiệu ứng dành cho Raymond Kyo. Chúng ta sẽ cùng phân tích hai cái bảo vật này. Vòng cổ bí ẩn như các bạn thấy đây đó là sát thương tăng thêm 15% và tỷ lệ khống chế tăng 8%, nó sẽ rất là ổn với cả bộ tuyệt kỹ của Diamond Kyo này, sát thương tăng thêm 15%. Còn chúng ta có cái này, đó là máy cảm xạ thì tăng thêm máu và tăng sát thương đòn tuyệt kỹ 12%, tức nghĩa là khi ra đòn tuyệt kỹ sẽ được tăng thêm 12% thôi. Còn đâu, cái này thì nó sẽ luôn luôn tăng thêm đó là sát thương 15% này. Còn cái này tăng thêm máu, máu thì có cái đôi khi 15% đó cũng không quá cần thiết dành cho Diamond Kyo. Và tiếp theo nữa, chúng ta sẽ cùng phân tích cái hiệu ứng thứ hai. Hiệu ứng thứ hai của cái vòng cổ bí ẩn đó là khi tấn công lên địch nào mà đang bị trạng thái tiêu cực tức nhiên là bất lợi hoặc khống chế chẳng hạn thì sát thương được tăng thêm 15% mà với thời kỳ bây giờ đó là hiệu ứng bất lợi nó quá là nhiều thì kiểu gì bạn cũng sẽ được tăng thêm 15% sát thương nữa ở trong đòn tấn công. Vậy nên với cái hiệu ứng của cái vòng cổ bí ẩn này bạn sẽ được tăng thêm đến tận 30% sát thương, lúc nào cũng sẽ được kích hoạt luôn. À, bởi vì là cái hiệu ứng này nó không tối đa là phải sử dụng à, sử dụng trong bao nhiêu lần cứ khi thế địch mà đang hiệu ứng búp tiêu cực là coi như sẽ tăng thêm sát thương vậy nên là cái này như là nó sẽ tối ưu rất là nhiều trong những đòn tấn công của Ryan QO và kèm theo nữa à, nó cũng sẽ tăng thêm 10% tốc độ này vậy nên là cái này à, vừa tăng thêm sát thương vừa tăng thêm tốc độ vừa tăng thêm tỷ lệ khống chế một cái gọi là rất là ổn dành cho Ryan QO và không chỉ là mỗi Ryan QO đâu hầu như những Pokémon tấn công à, sử dụng vòng cổ bí ẩn này đều có thể là tốt cả còn máy cảm xạ như các bạn thấy đây, cứ mỗi khi bạn mất đi 20% máu thì nó sẽ tăng thêm tỷ lệ kích thêm 8% với cả tỷ lệ hút máu thêm 5%. Đối với tỷ lệ kích của những Pokemon mà không phải tấn công thì cái này kiểu dạng như là không phù hợp lắm dành cho Diamond này, tỷ lệ hút máu 5%. Thì nếu các bạn đều dạng như lắp cái Rune hút máu, ấy, á, bù hút máu này và kèm theo cái sát thương khủng khiếp đến từ vòng cổ bí ẩn này chẳng hạn thì có đôi khi bạn còn gây sát thương nhiều hơn nữa cơ. Vậy nên Uh, đấy là cái theo ý kiến riêng của mình cái máy cảm xạ này mình vẫn không thích sử dụng bằng đó là cái vòng cổ bí ẩn này và vòng cổ bí ẩn này thì theo kiểu, kiểu mà hầu như những top bản tiếng trung hay là bản tiếng anh hầu như là hay sử dụng dành cho brian kio và cả con asgenza nữa thì với thời điểm hiện tại bây giờ nếu mà với những bảo vật vàng như vậy rồi thì chúng ta có một số cái lựa chọn tốt như vậy rồi thì có lẽ là không cần thiết thêm một cái số cái à, uh, hiệu quả à, uh, cái như là những món đồ khác nữa các bạn nên ưu tiên tập trung nếu mà vào vật vàng thì uh, có thể sử dụng đó là cái vòng phổ bí ẩn còn nếu bảo vật tím thì có thể sử dụng táo hoặc là cái đĩa thì với việc đó là ở ba bản kia đang sử dụng những đội hình kiểu như vậy này tuy nhiên uh, ở bản tiếng việt thì mình phải nói là cái khả, cái um, nạp, nó trở thành như là nó sẽ có sự khác biệt cực kỳ là lớn mình phải nói là cực kỳ là lớn đối với cả những người có dạng như không nạp hoặc là ít nạp chẳng hạn với ví dụ gần đây thôi, cứ khi nào mà có tự sự kiện tích nạp được diễn ra Thì các bạn sẽ thấy đó là những người làm giải trí cần 200.000 thôi chẳng hạn Thì các bạn đã được rất là nhiều đồ rồi Và kèm theo nữa là cái số lượng kim cương chẳng hạn Số lượng kim cương kiểu dạy như là để mua những món đồ Thì ở những bản khác nó vẫn đắt hơn nhiều Ví dụ như bản tiếng Anh hay bản tiếng Trung chẳng hạn Để mua một cái skin là cũng tầm là 2 .3 triệu 3 Và được thêm 7.280 kim cương, 50 mảnh bản đăng đỏ Nhưng mà với bản tiếng Việt thì chúng ta sẽ được tối đại như với 500 000 thôi là các bạn đã có một cái skin rồi, có thêm đến tận 9.000 kim cương chẳng hạn này. Thì với việc đó là gấp 5 lần như thế, các bạn được 25.000 kim cương. Nếu mà so nạp ở bản Việt với cả những bản khác thì những người nạp thì họ sẽ có một cái lượng uh, tài nguyên dồi dào với cả cái lượng uh, kim theo kiểu mà mạnh và năng đỏ các kiểu, họ có thể nâng lên cực kỳ mạnh. Vậy nên là gọi là chơi theo meta nhưng mà dần dần những người mà kiểu như là nạp so sánh những người nạp cùng bằng bằng với nhau ấy thì sẽ có sự khác biệt ở uh, về cái phần đó là phần build hơn còn đâu mà hơn nhau cái khoảng cách đó là vip hay là hạ nạp rất là nhiều thì cái kiểu dạng như là cái công thức hay là cái meta theo kiểu thịnh hành nó cũng sẽ bị bớt đi rất là nhiều và như các bạn thấy một người chơi build đến tận 6 triệu 6 lực chiến một bên là 4 triệu 6 Ramen Kyo với cả một số Pokemon hỗ trợ nữa tuy nhiên là vẫn lại có thể giành được chiến thắng với cả team nước và chúng ta sẽ cùng bình luận ở một trận đấu như thế này một team Ramen Kyo đây thì ở những bản khác, bộ skill của S cộng đã được chỉnh sửa rất là nhiều rồi và nó rất là bá luôn. Vừa vào trận đấu thì Hupa gọi cặp đôi Latios Latias này và kèm theo là khi chỉnh sửa 11 sao đi cùng với hệ ma hệ bóng tối thêm hai Pokemon đấy nữa thôi thì nó sẽ nhốt địch mà có lượng máu cao nhất vào trong cái hố đen của nó. Dụ như Raymond Kyo đã bị nhốt rồi này, Raymond Kyo chưa bị đánh, do đó thì nó cũng chưa tạo được cái vòng xoay nước để chống được những hiệu ứng khống chế loại không thể bị hóa giải và như các bạn thấy đó là với những cái pokemon theo kiểu mà đã được chỉnh sửa lại bộ skill mạnh hơn rất là nhiều rồi nhưng mà đối với cả team nước như thế này thì team nước vẫn đang trụ rất là tốt và trong khi bây giờ ở bản tiếng việt những bộ skill của những s cộng mà chưa kịp chỉnh sửa lại bộ skill ấy, nó cũng đang kiểu như không được mạnh đâu ngay ngay cả hupa dianga chẳng hạn thì với việc đó là team nước Raymond Kyo với cả những S cộng mới ra mắt nó còn sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều. Và như các bạn thấy đó là hơn nhau đến hai triệu lực chiến nhưng mà cái team của Raymond Kyo nó vẫn có thể hạ gục được cái team kia một cách rất là ngon lành. Cả Raymond Gordon cũng sẽ tiến vào trạng thái trái tim đóng chảy, còn uh, Masadao thì đã bị hiệu ứng đó là khống chế không thể bị hóa giải và không thể nào tấn công ulti được và đã tử trận. Và mình đã vừa tô tắt đấy, thực ra là clip này nó rất là dài luôn. Nhưng mà mình muốn muốn uh, kiểu là như là bình luận một vài trận đấu ở trong cái clip này. Và các bạn thấy đó là Asgenza với cả Raymond Kyo vẫn là hai con sống sót ở bên team nước bên này. vậy bên kia thì lực chiến ở đội hình 2 như thế này đến tận hơn 7 triệu và cái team này nó 4 triệu 8. Nó kiểu như team này nó lại kiểu mạnh hơn team ở cái team 1 rất là nhiều. Tuy nhiên với lượng sát thương của Raymond Kyo gây ra vừa rồi 47 triệu với cả khả năng hồi phục của nó cũng rất là tốt. Thì uh, bên kia thì kiểu như là không đi kèm với cả hệ nước chẳng hạn này. Mỗi Raymond Kyo thôi. Do đó thì bên kia không có hiệu ứng mưa và kèm theo như các bạn thấy đó là Raymond Kio vẫn là một Pokemon theo kiểu mà nó có thể trụ được đến mức độ như thế này theo kiểu rất là nhiều Pokemon có thể như là bổ trợ dành cho nó hiện tại bây giờ vừa cả cái um, lá kháng tử của Celebi kèm thêm nữa nó cả cả hồi sinh của Ho oh này thế nên là việc kêu một con Raymond Kio theo kiểu mà có cái um, sinh tồn tốt như thế này nó sẽ rất là khó luôn còn Meloetta ở bản khác thì nó được chỉnh sửa bộ skill sát thương gây dạng rất là tuyệt vời luôn và như mình nói đó là tiền nhiều mạnh thì đó là meta thì theo các bạn thấy đó là lực chiến hơn nhau rất là nhiều tuy nhiên một con Raymond Kyo nó hoàn toàn có thể có dạng như là build tốt hoàn toàn có thể áp đảo bên kia ngay cả khi bạn lực chiến thấp hơn rất là nhiều và nếu xét thật sự đó là cái con Raymond Kyo mà không có skin thì lực chiến nó còn cao hơn cả con đang có skin nhá và còn rất là nhiều trận đấu theo kiểu mà bên team nước Diamond Kyo nó cũng sẽ nhỉnh hơn bên mà không có Diamond Kyo, ngay cả khi có cả bộ đôi Masadao, Hupa các kiểu lên rất mu như thế này luôn. Thì uh, clip nó quá là dài rồi, do đó mình lại cắt tiếp. Và đây là kết quả của cái trận đầu này, đó là bên team nước vẫn còn ba con chủ lực, Diamond Kyo, Asgenza với cả Manafi để có thể tiêu diệt được bên team kia. Với phần 1 thì mình đã giới thiệu về bộ skill của Raymond Kyo để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Như vậy là các bạn có thể tự build được một con Raymond Kyo các bạn cảm thấy theo mong muốn. Còn với phần 2 thì mình đã vừa giới thiệu đó là những hướng build theo kiểu mà ý kiến cá nhân của mình kèm theo là cũng sẽ tham khảo đó là những top bản tiếng Trung hay là những bản tiếng Anh đã từng sử dụng và để có một cái hiệu quả như vậy. Thực ra là số lượng người chơi mà sử dụng những món đồ như vậy rồi nhiên rất là đông luôn chứ không phải là chỉ có mỗi ý kiến cá nhân của mình đâu. Vậy nên là họ cũng là gần như là Chơi rất là siêu và họ nạp rất là nhiều Thì những bản tiếng Anh Hay bản Đài đi trước Thì bản tiếng Trung nữa Thì mình đã dựa theo để có thể là phân tích Ở trong cái clip như thế này Các bạn có thể hướng theo Hoặc là các bạn có thể dựa theo Đó là cái ý kiến của bạn Để có thể sử dụng những món đồ khác Mà các bạn cảm thấy tốt hơn Tất nhiên là nhiều người thì sẽ có những cái ý kiến khác nhau Với mình thì mình sẽ đi theo Đó là những cái hướng như vậy rồi Còn các bạn có muốn tiếp phần 3 Đó là phần 3 thì mình có thể nói là Đội hình để có thể phù hợp Diamond QO này xong rồi đến cái thời kỳ của Mega TNC nữa thì Diamond QO vẫn có thể là sẽ sử dụng được trong một khoảng thời gian. Còn uh, sau đó thì với Mega Mewtwo X với thời kỳ của Zamazenta, Diamond QO nó cũng sẽ có một cái tác dụng khác. Thì đó chính là phần 3. Còn uh, thực ra là làm một cái clip như thế này đối với mình cũng cảm thấy rất là lâu luôn. Mình đã om cái clip này theo kiểu mà chắc là từ hồi phần 1 làm cái phần 1 đấy phần 1 thì mình tính ra cái clip này đến tận hơn 40 phút cơ nhưng mà cứ mỗi lần làm dài quá chẳng hạn chẳng hiểu sao dạo này mình làm rất là dài thì mình cũng đã cắt đi cứ một lúc lại cắt đi cắt đi để có thể là một cái clip kiểu nhận như thế này thì ba bản kia thì họ đã sử dụng như vậy rồi thì với bản tiếng Việt này mình cũng đã gợi ý như vậy còn đâu bạn có thể là sự dựa theo đó các bạn có thể build theo một hướng ra mình kêu khác để có thể có sự khác biệt hơn Ok hẹn gặp lại các bạn ở clip kế tiếp